Đây là bố tôi đang trèo quả hồng. Một cây hồng cổ rất ngon. Cây hồng. Cây hồng chắc chỉ ở quê tôi mới có thôi. Hồng hoang. Đây là bố tôi. Đây. Bố đừng rung thế, bố quả chín. Quả không chín nó cũng rung mà bố. Để đây. Lấy một hai quả ăn thôi. Đây. Bố tôi vừa đi lấy quả mướp. Đây quả hồng này ngon chưa? Bố ơi, bố xuống đi bố. Bố xuống đi. Bố đừng rung nữa, rụng hết rồi. Được rồi, bố rung rụng hết rồi. Đấy. Đây. Đây là quả hồng. Quả hồng này mà để treo khô tự nhiên thì ngon tuyệt vời luôn. Đây là tôi ăn hồng. Quả hồng ngon chưa này? Chim nhá. Đây. Ngon.